Chưa, đây. Có em muốn chia sẻ. Thấy chưa? Thì kính chơi Em lấy tay, một tay em giữ đỡ dưới gọng kính ấy. Một tay em đặt mắt che vào để tránh nó tì vào mũi bệnh nhân đấy. em có đọc được không? Em không. Đi vào đây. Này lấy điều khiển chỉ cái ngón Đây. tay. Đây. Không nhìn thấy gì. Không, cũng không. Đêm ngón tay em. Xuống mấy đây? Năm ngón tay. Mấy ngón tay? Ba, nhả lắm. Bốn. Tớ. Để ngón tay 3 mét. Thế viễn này. Thế có nhìn được không? Có đọc được chữ gì bảo? Cộng trừ 3 ấy. Thực ra không may mình thực ra trong quá trình làm mình cũng sẽ có cái bước test cộng 1 mà. Để tránh tình trạng dư đậu cận. Giờ em đọc được chưa? BC. Tốt. Lào. 2 phần 10. Dạ em. 3 phần 10. BC. 4. EZ là em. 5. BCF O. 6. L H L L Z. 7. T H Tám. D E A B Cũng được tính là 9, sang một chữ. B P N. Hơi mở. Em có muốn nhìn rõ hơn không? Em có Thế nên mình đi thử loạn thị. 12 6. Đây nhìn đồng hồ này, 12:26 đây. Chỗ này là có chữ số ấy. Đấy. Em nhìn các thanh này trên đồng hồ đều đâu chưa? Khi mà đạt đến công suất thực của loạn thị nó sẽ đều nhau. Rồi. Em đọc chữ trên bảng. L-O-C-A-L-E-T. Thực ra khi mà thử kính ý, người ta không không nói đến cái nét hơn đâu, mà thường là đọc được là tính. Thì sau đó hợp thị hai mắt là sẽ nhìn rõ. Nên cái việc mà cấp loạn thị để cho nhìn nét hơn các em cứ cân nhắc nhé. Không nhất thiết lúc nào phải cấp loạn đâu, tại vì là đeo loạn nó sẽ hơi khó chịu ấy. Nè. Thì hãy test cộng 1 xem có dữ liệu cận không. Hết cả ngăn. Rồi. Em có nhìn được, đọc được chữ trên bảng. Anh bảo này, bây giờ mà em muốn test cộng 1 có ngăn đấy thì em trung hòa kính kính đen và kính đỏ cận đi, rút cả hai ra rồi em trung hòa đi, để lại kính loạn. Ba ba một không. Không cận đúng không, chỉ loạn. Muốn loạn không? Đấy. Nhưng mình vẫn làm test cộng 1 nhá. Có khi bạn ấy bị viễn loạn đấy. Nhưng chưa chắc là loạn đơn đâu. Em đọc một chữ trên bảng. Em mở thứ 2 4 dòng mà. Em ấy cộng 1 rồi. Em đã test được mở từ 2 đến 4 dòng đâu. Có rồi, vừa đây một cái cộng 1 đầu tiên rồi, hỏi rồi. Chỉnh lên hỏi vậy là hỏi em mới chỉnh lên, có nghĩa là à lúc 6 4 phần 10 là em hỏi rồi. 4 phần 10 hỏi.
Mình già thì sao? Đúng không tí? Hỏi là đúng không? Thế nào? Em đã nhìn đọc một NAOK. NAOK. Thấy có vấn đề không? Thế chứng tỏ lúc nãy chưa hỏi. Bây giờ cho lại cộng 1 xem là có mở được từ 2 đến 4 dòng không? Đấy. Em có nhìn thấy dòng đấy không? Em chuyển chữ khác đi. Không. Không thấy á? Chỉnh lên dòng 9. Đầu 6. Ừ. Có vẻ được từ 2 đến 4 dòng mà. Đúng không? Đây đọc được không? Không. Ừ, rồi ok. Thì em giảm từ 1 xuống mấy? Chúng 0,75. Đã nhìn được 10 luôn. Ừ, tôi thử lại nào. Cái đồng chưa? Mà. Ừ. Giờ em đọc được hai hai chữ. Có tính không ấy? Ừ, cũng thể chưa. Chỉ khi thì thấy giờ em. Đấy. Em thì lắm. Trong đó lại bị nhỉ. Ừ. Ưu tiên nhìn rõ hơn đúng không? Rồi, ok. Giờ nhìn được rõ hơn chưa? Giờ em. Đấy. Thế tính ra bạn ấy bị sao? Viết không được hay sao đây? Đúng không? Em rút luôn, em rút luôn cái đấy ra xem. Rút luôn kính đen này. Nhìn được. Thế bây giờ mình có nên cấp viễn không? Không. Tại sao? Cấp đoạn và họ nhìn thấy được rồi thì không cấp viễn nữa. Nhưng nguyên tắc của mình là như nào? Nhìn xa, đọc được chữ. Số cận thấp nhất cho thị lực tốt nhất đúng không? Và số cộng cao nhất cho thị lực tốt nhất đúng không? Thì lẽ ra mình nên cho cộng đúng không? Nhưng mà ở ở các cái bạn trẻ ấy thì các bạn ấy lại có xu hướng là muốn nhìn đậm hơn, đen hơn. Đấy, thế nên là thích được đeo số cận cao hơn hoặc số viễn thấp hơn, đấy là người trẻ nhá. Nhưng mà em thể cân nhắc nhé. Ví dụ như bạn ấy nhìn đeo như này, bạn ấy nhìn rõ đúng không? Tuy nhiên có thể đeo này nhìn gần lại bị mỏi. Nếu mà bạn ấy nhìn gần mà bị mỏi thì em có thể xem cất thêm số viễn cho bạn ấy, đúng không? Kính mục đích là cả xa cả gần mà, đúng không? Mình mới thử xa rồi chưa thử gần. Đấy nên có thể lưu lại, ok hỏi. Ok này nhìn rõ đúng không? Nếu mà nhìn gần không mỏi thì ok thì cấp cấp viễn đơn. Đúng, à cấp loạn đúng không? Nhưng mà nếu mà nhìn gần bảo là nãy nhìn xa rõ nhưng nhìn gần lại mỏi. Đúng không? Thì này mình sẽ cấp thêm viễn. Ok. Bên này. Tay em đỡ ở dưới. Một tay lắp kính, một tay đỡ ở dưới kính này cho nó đỡ đau mũi. Chữ L. Thì lịch tính là 2/10 cho 1 đến 1.5. Đấy. Sao khách cắt kính chục triệu là cứ phải đỡ vội. Không rơi mất kính. Không được ấy, nên chỉ trên bảng không? Đấy. Được chưa? Đây là học viên đã từng học nhé, lại còn bảo không nhìn được, đến lúc chỉ lại nhìn được.
Thế mà khách mà không được học cứ khi là mà không nhìn thấy là cứ đáp cận thêm ấy. Ừ. 4/10. Anh hỏi nhé, sao lúc em nhìn thấy em bảo không thấy mà anh Thiện lên chỉ em lại thấy? Thấy không thấy thật, nó nhòe lắm, không kiểu như là nó lấn bóng nhau vậy anh. Nhưng mà sao là anh Thiện lên chỉ lại thấy? Chắc nó lại không dung nữa. Tập trung nhìn hơn. Đấy, quan trọng nhất là trong đấy phải tập trung nhé. Bạn nhân phải tập trung thử kính với mình chứ không cứ nhìn lung tung thử sai đấy. Kính bệnh. Thôi rồi mất cái kính 10 triệu rồi. Rồi mất cái kính 10 triệu. Nó cứ nhìn đấy cái này. N A O I C K. Ừ, đúng rồi. N A chữ K chữ thứ ba. Ok, 3/4 tính luôn. Đọc được chữ T luôn. Ừ. Đây. Không tin đấy, liền. C là T. Ừ, được 7. Rút kinh nghiệm. C H N N Z. Không nên đổi chữ đâu. B F E C. Ừ, tốt. Sao? Thế thì bình thường thôi. Hỏi bệnh nhân có muốn nhìn rõ hơn nữa không? Muốn nhìn rõ hơn nữa. Rõ. Ừ. Mở cái miệng nhẹ. Đấy. Cái bộ kính nhòe nhòe để ai cắt? Đấy, em nhìn chụp cái đồng hồ này, chụp nó đậm nhất. 6-10. Nó cứ đậm đậm ngang ngang lắm. Ừ. Thử bằng đồng hồ này thử loạn nó dễ nhỉ. Quan trọng nhất là bệnh nhân phối hợp nhìn được cái thanh nào cơ. Ừ. Ừ, mà không 3 giây. 1, 2, 3. Sao không đẩy kính đen ra ngăn sau cùng ấy, rồi cho tất cả ra trước. Nhìn các thanh trên đồng hồ này đều đều chưa? Đều. Chỉnh luôn được dòng 10 mình. H là N Z. Hơn kia mấy. Vẫn thể vẫn hơi nhiều. Rút ra xem. Rút loạn ra xem có đúng không hơn mấy đâu, thật đâu. Đọc hơn một tí. Rút ra lại thấy hơn một tí á. Nghĩa là cái kia hơn một tí. Cái loạn thêm hơn một tí. Thế có cho không? Ừ, thế thôi. Bảo không hơn thì thôi, cho làm gì đúng không? Lúc sau lại nhìn xiên xẹo, méo mó, khó chịu. Cách cộng 1, quên. Thì quên bước này quan trọng. Ừ. Em vừa đọc rồi. Không. Không nhìn thấy. Đâu vậy? Không thấy. Ừ, 9/10.
Không thấy á? Không. Vẫn chưa thấy. Được rồi. Chứng tỏ mình thử cẩn thận đúng không? Nên là mình mới rút hết cộng 1 ra. Cái đầu chưa không đắt. Thật rồi. Đi nào, đi nào. Ừ.